ấy. Vậy là hai thằng trên kia nãy nó vả nhau à? Ừ, nó vả nhau chết một thằng rồi. Mình đỡ Bây phải giờ giết. từ từ. Đây này, mày này. Anh em ơi, hạ nó. Ui rồi ôi. Nhanh, không là mất cốc trà sữa bây giờ. Đậu xanh. Ui, anh ơi, tha em cái. Mua nick Free Fire lên quân, tới ngay sucsukẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Hiện tại thì Kẹo có được luôn cây MP40 này. Vãi nổi, em ơi, con lợn này nó ở trong này. Xong luôn. Con trời, nó đợi tóc kiểu gì vậy? À, cái này nó là cái bộ trang phục, nó khá là xịn xò em ạ. Thôi nhìn gớm quá. Không, nó xịn mà. Cái này giống như kiểu là, để anh miêu tả xem nào. Giống như kiểu là mấy cái bộ trang phục của người ngoài hành tinh em ạ. Đây thấy không? Các con heo dễ thương thôi. Ơ ba lô á, ba lô heo này là ba lô từng quen anh bản thân này đã. Mày mất dậy này, Ăn nó, nó dựng băng keo kìa. Mất dậy à? Chờ anh tí. Cái ba lô heo này có mỗi 300 kim cương thôi. Mày à? Ơ nó chạy kìa. Nhìn nhá. Mày à? Wow. Thật độ cái nón ông già Noel nhưng mà anh vứt tâm cái vỡ đầu luôn. Thanh niên cà ve này, tính tiền gì hả em? Từ từ anh xem lượm sắc nó mà nó hết đồ mới tiêu rồi. Uầy. Cái gì đấy? Không? Đây này. Con lợn này. Mày thích chạy không? Từ từ để anh qua anh xử nó luôn này. Mấy thằng rơm rơm này. Bắn thằng dầu với đại mày. Ui, mày đứng đây á? Vỡ đầu. Nó tính hù mình á. Ờ, con lợn này. Nó nghĩ gì, nó tính làm ma, nó giả ma, nó hù mình anh em ơi. Nhưng sợ mà bây quá giờ nhỉ? Nó đã thành ma thật rồi. Đúng rồi, anh cho nó thăng thiên mà. Sởi, dăm ma thằng cà ve này. Ngứa tay bắn thùng dầu thôi. Tình hình là hiện tại chúng ta còn lại 29 người chơi trong cái ván đấu này nữa nha anh em. Uầy, đây này. Đây này. Đây, con lợn đây. À, anh đùa con người nhưng mà anh toàn gọi bọn địch là chó lợn. À, một con chó lợn. Nó tính làm gì đây? Vãi. Anh nó em ơi. Nó tính chơi trò mèo đuổi chuột à? Từ từ. Để anh lên phía trước xử nó luôn nào. Mày tính chơi trò cẩn mèo đuổi chuột nha. Hả? Ok, đây này. Úi dồi, nó chạy này. Chạy ngu thế nhở? Ui, chết anh. Chết anh. Anh em ơi, tôi vứt tâm mà phản hại em vứt hơi ngu. Không hiểu là vuốt đi đâu anh em ơi, thế này chết tôi. Sao không lấy Goroja vợ? Oza bữa nay súng đấy bắn nó chậm lắm anh em ơi. Cầm Ska này vứt tâm mới sướng này. Mọi người là hay xài hai cái cây súng là Ska với lại MP40 đây em. Bởi vì hai cây này bắn nó khỏe, nó nhanh, toàn skin xịn thôi. Như cái của anh đây là hiện tại anh đang dùng Ska quái thú với lại cây MP gì đó mà anh toàn quên tên thôi. Không nhớ anh em ạ. Như là MP40 sấm sét mà không phải thì phải. Cái gì mà nó lại kiểu điện giật này nhở? Quên mất tiêu. Thôi để lát anh ra ngoài coi xem như nào. Ơ cái đậu. Này cái đầu nó này. Cái đầu nó này em ơi. Ui vỡ đầu. Mày ngu thế nhở? Không chạy vào trong nhà để mà ngồi đi, lại còn kiểu đứng đấy chơi vơi cái đầu thế thì. Ui anh bắn nó vỡ đầu luôn. Thằng bé đúng kiểu như là về nhà mà khóc mà bú sữa mẹ đi em ơi, tuổi gì. Ui dồi. Súng nhỏ kìa. Súng nhỏ á? Thôi, cái cây M500 này bắn nó xì đá lắm em ơi, không chơi đâu. Súng nhỏ đấy mình không chơi. Tình hình là anh giết được 5 kill rồi. Trời ơi, tóc dài luôn. Ui. Ừ, cái con này tóc dài, nó lại còn tóc vàng vàng nữa cơ. Chạy một lúc là nó vàng vàng nữa cơ. Bởi vì là đây là trang phục mình biết được hình em ơi. Bơi được chứ. Ui dồi. Lặn xuống nước được không? Lặn thì không lặn được. Nhưng mà anh là anh như nào nhỉ? Anh tinh thông 73 phép thần thông biến hóa của tôi cũng không cơ mà. Bơi lội bay nhảy được hết luôn. Ủa ngộ không có 72 cái mày. 72 cái ạ? Ơ chắc là anh quên. Thì trong cái Free Fire cũng có nhân vật ngộ không nữa. Thì hôm nào để anh mang con ngộ không ra anh đánh nhiều quá cho em coi nhá. Được đó. Ừ quyết định vậy luôn nhá. Ơ anh đang lang thang xem đi kiếm đồ cho nào ngon tí. Trong này không biết là có gì ngon không nhở. Ây, cái này là cái vật phẩm chuông sự kiện nha anh em. Anh em lượm chuông đổi quà thôi. Con gấu đi theo hoài chứ. Thì nó là con trợ thủ đấy em. Tức là em cứ đi đâu thì con gấu nó cứ đi theo. Khi nào mà địch bắn là nó sợ nó chạy mất. Đấy. Xong nếu mà nó bình thường không có ai bắn thì con gấu nó cứ đi theo thôi. Thấy không, nó đeo ba lô đỏ dễ thương không? Có, dễ thương quá. Từ từ anh coi xem nào.
Chắc là giờ là phải sang lên trên thôi. Ừ, mình lên trên mình chơi đi. Nani, chúng mày đâu? Hôm nay nha. Ừ, anh chưa thấy ai đâu, vô tư đi, có thể ai đâu. Toàn cây dừa là dừa thôi em ạ. Máy bay này. Máy bay này, máy bay thả thính đó em. Ui, tình hình là anh em các bạn nào muốn làm phi công không nhở? Phi công đi thả thính không nhở? Riêng tôi thì không anh em ạ, Tết nhất rồi. Tiền thì không có anh em ơi. Mà có lẽ Tết này chắc là tôi ở nhà gọi là chơi game, cày game, làm video cho anh em xem thôi. Cơ bản là nghèo quá anh em. Tết năm nay là ăn Tết xa nhà, ăn Tết cùng với game Free Fire. Tình hình xem như nào lên trên cái anh em nhở? Cái vùng đỏ này là cái vùng Denger em ơi, tức là em chạy vào bom rơi là chết toi. Đây này, thằng nào đây? Có người kìa. Ừ, nó đấy. Thế nào đấy? Em thấy nó chưa? Em thấy nó chưa? Không, mình không ăn nấm đâu, mình phải giết nó trước đã. Hình như là nó kìa. Ui, đây này. Con lợn này. Mày chạy với bố mày ạ. Ui, em bắn ngu quá em ạ. Cơ bản nó cứ chổng mông bắn tầm một chảo. Ui, thằng con lợn trong này nó liếm mất mạng của anh. Má nó. Nó kìa. Đây này. Đúng rồi. Mày qua đây. Mày giỏi mày qua đây. Nhanh. Mày liếm mất mạng của anh xong mày định làm gì nữa hả? Mày ăn nó liệu nhé. A đủ. Ui. Cái này ngay quần liệu của anh này. Vai hai máu em ơi. Tí anh chết. Trời ơi. Ui. Hên vãi luôn em ơi, hai máu này. Dã man. Thề luôn. Cơ bản là cái pha mà anh câu liệu ngu quá. Ừ, cái này là phần trăm máu này. Đang cuốn đầy máu đấy em. Sợ vãi ra không hiểu sao còn hai máu thề. Số đen. Hay là bị bom nó nổ trúng vậy? Thì đấy, cái bom lúc nãy mà anh câu quả bom nổ dính ngay người mình luôn. Thề. Ui, chẳng hiểu sao hôm nay tôi chơi game ngáo thế anh em nhở. Thôi anh tranh thủ lượm đầu cái nhở. Rất là hên là hiện tại thì kẹo vẫn đang còn sống như vậy là an toàn rồi anh em ơi. Đang còn sống thì còn an toàn chán luôn mà. Rồi ok. Chúng ta có được một cái ống ngắm 1X thì mình đã trang bị vào ngay Scar rồi. Ngon. Lúc nãy là anh xài cái ống ngắm nhiệt nên là bật ống ngắm lên nó xanh lẻ. Bây giờ là hết rồi này em. Cái gì nữa kìa? Cái này là cái nâng giáp ấy, chuẩn bị là có giáp xịn này. Đang giáp 4 nhá, 4.5 luôn. Cái giáp trắng xóa này là giáp 4.5, giáp xịn nhất trong game Free Fire luôn em ạ. Mấy cái con người tuyết này em bắn nó ra vật phẩm thôi. Anh thì thôi, anh đổi đủ đô rồi, đủ qua rồi nên thôi anh không bắn nó làm gì, mất công em. Tình hình là còn lại 11 thằng nữa nha anh em. Hôm nay là không biết là đeo cái ba lô lợn có may mắn không nhở? À tôi quên mất, năm nay là 5 con chuột anh em. Mà bên game Free Fire chưa ra mắt. Hình như là năm mới này có khi là bản cập nhật mới là chúng ta sẽ có một con pet là con chuột hay sao anh em ơi. Nhưng mà con chuột to cực luôn. Hình như là tôi có xem được ở đâu đó rồi ngay mấy con chuột của bản cập nhật mới này. Con pet nó to đùng luôn, nó phải to như con mèo mèo đấy em. Em có con mèo đó. Con mèo đấy hầu như là mọi người thì ai cũng có cả, nó là cái con pet khuyến mãi, pet đầu tiên ấy. Vậy là còn 9 thanh niên nữa nha anh em ơi. Rồi, chúng mày đâu hả? Thánh kìa nó bật. Ừ thì nó rơi đấy. Nhưng mà thôi đồ anh xịn rồi. Nên thôi, thính thì toàn mấy cái cây như kiểu Oza này, AWM này, rồi là M249 này. Chúng ta có M79 này, với lại thì cây FVD. Toàn mỗi mấy cây Sida, nhưng mà mình thấy là AWM thì bắn tùy trận thôi. Cũng như là M79 cũng vậy. Mình là cứ combo Ska với lại MP40 cho nó chắc ăn anh em ấy. Ăn chắc mặc bền, thời buổi bây giờ là chơi game khó khăn lắm. Kiếm top 1 mà toàn bị cho nó vả cho xanh mộ thật sự là hơi buồn luôn. Chúng ta có gì nào? Ui, không thấy có ai nữa cả anh em ơi, chán quá nhở. Xem như nào lên trên cái anh em. Để anh coi nào. Vậy là, ui, ngu người luôn em ơi. À đây nè, trên này có người nè. Đó, ngay phía trên thôi em ơi. Sao? Lúc nãy anh thấy nó ở trên này, giờ anh chạy lên đây xem nó ở đâu này. Mình sẽ vả vỡ miệng mồm nó luôn em ạ. Nani? Đâu nhỉ? Sao không thấy nó vậy ta? À đây. Nó ở phía trước mặt hay sao ấy? Nó trốn trong nhà hay sao? Anh cũng không thấy này. Mày tính nhầm gì? Solo không em? À đi rồi. Nó đấm tay nó gạ tí mắt em ơi. Nhưng mà thôi không chơi, anh không chơi gian lận. Mày này, chạy này. Ngu này à. Ngu người luôn đúng không? Trời ơi, 7 kill này, anh em thì ngon chưa? Mấy thằng rơm rơm này nghĩ sao đòi chơi kẹo là hơi bị khó nhá. Đây em thấy con xe của anh xịn xò không? Có xe Lamborghini 4 bô luôn.
đấy, tên lửa các kiểu. Nó là skin xịn xịn đấy. Ngày trước là phải quay trong một quay kim cương thì tốn khá nhiều kim cương mới được anh em ạ. Tình hình là ở dưới này chưa thấy ai cả nhở. Chúng ta còn lại là còn 5 người chơi nữa thôi anh em ơi, nên là chắc là kiếm người nó cũng dễ thôi. Ten ten, mỗi tội bo hơi to thế luôn, kiểu này có khi là kiếm chúng nó thì loài con mắt ra anh em ơi còn tìm không thấy. Lâu quá nhở. Tôi xem bên trên cái nào. Hello các bạn ơi, các bạn trẻ ấy, các bạn trốn đâu rồi? Lô. Bo đang thu kìa. Ừ, bo đang thu lại đó em. Ơ, trên này có người, trên này có người này. Đây này, anh thể hiện cho mà xem này. Ui, vãi nổi tí vỡ đầu. Kinh thế. Anh ơi, anh bắn kinh thế. Em chịu rồi, kinh vãi nổi ra. Anh ơi. Ui dồi ôi, ơi anh ơi. Anh ơi, anh ở lại với em đi. Đấy, đã bảo ở lại mà đừng có chạy mà. Sời. Ở lại cho anh hiếp người ta luôn hả? Đâu, anh có hiếp nó đâu, anh bắn nó luôn em ạ, à. Xử luôn, ai thèm hấp diêm. Tình hình là... Ơ, thằng này có gì không đây anh em ơi. Uầy, máu các kiểu này. Rồi nhá, mình gần phun mất tiêu cái ba lô rồi. Còn một xíu nữa thì sẽ phun cái ba lô. Vậy là còn lại có 3 người chơi nữa anh em ơi. Xem như nào nhở, đi kiếm người anh em nhở. Đây, không thấy em ơi, bò này vẫn đang còn to lắm. Trong khi còn 3 đứa này. Thế là cơ hội top 1 của anh là 25% rồi. Kiểu như là xem cố gắng kill cho nó nốt là win luôn, là ngon lành luôn nhở. Rồi ok, chúng ta qua đây đi mọi người ơi. Một căn nhà trống vắng. Ôi vẫn có Scar này. Đồ đạc thì vẫn đang còn khá là nhiều. Mỗi tội là đồ mình xịn quá rồi anh em ơi. Hôm nay phải nói thật với anh em luôn, với cái trang bị thế này mà không được top 1 thì chắc là kẹo nghỉ game. Em nhớ nhỉ? Nghỉ game nha. Trận này không top 1 anh nghỉ game, xóa luôn game, không bao giờ chơi game nữa. Ok, em làm chứng. Ừ, sợi. Trận này mà không top 1 nhá, là tối nghỉ không chơi game nữa, đưa em đi uống trà sữa luôn. Ok, nhớ nha. Nhớ luôn, sợi. Không top 1 hơi phí. Em ơi, ở trên có hai đứa hay sao á? Thấy không? Ờ, thấy rồi. Có cây này. Còn mất dạy, ui, vãi nổi. Anh ơi, tha em. Chết cha rồi nha em ơi, có khi là tối mất tiền uống trà sữa rồi. Kinh vãi nổi ra nó bắn tôi này. Chạy. Tối nay mình được uống trà sữa rồi mấy bạn ơi. Em ơi, bình tĩnh. Yên tâm, chết làm sao được. Chết thì tốn tiền trà sữa anh em bây giờ tính rẻ nhá. Nhân 2 cốc trà sữa thêm topping các kiểu rơi vào 80k. Ui, vãi nổi. Tiền đâu anh em ơi, bây giờ không có tiền lấy đâu ra tiền mua trà sữa uống đây, chết dở. Thằng nó đang chạy trên đường. Ừ, đây. Anh bắn nó nhá. Thế là anh em ơi, coi anh cố top 1 thôi anh em ơi. Phải cố top 1 thôi. Không có 1 tiền đâu mua trà sữa, khổ thế chứ nhở. Có cái đậu xanh. Nó dựng con keo đi em ơi. Mày này, mày chạy đâu? Con lợn này. Mày thích chạy không? Tình hình là còn lại mấy giây nữa bao thu lại rồi anh em ơi, hơi căng. Té qua đây. Úi dồi ôi. Từ từ em ơi. Anh xem như nào chạy lên trên cái. Ê, có khi pha này hơi căng em ơi, bởi vì là mình ở dưới mình bất lợi lắm. Tối lại tốn tiền uống trà sữa rồi. Đã nghèo rồi, có tiền đâu mà mua trà sữa anh em nhở. À bảo lúc nãy anh hứa chi. Thôi, hứa rồi, thực hiện thôi anh em. Để tôi xem như nào đi, cố gắng tôi một cái nhờ. Thằng cuối rồi em ơi. Ấy. Vậy là hai thằng trên kia nãy nó vả nhau à? Ừ, nó vả nhau chết một thằng rồi. Bây giờ, bây giờ giết. Từ. Đây này. Mày này. Anh em ơi, hạ nó. Ui dồi ôi. Nhanh không là mất cốc trà sữa bây giờ. Đậu xanh. Ui. Anh ơi, thay em cái. Không biết là nó có bóng keo không. Anh để anh coi nào. Anh hình như là anh hết bóng keo rồi. Giờ có mỗi lựu đạn này. Mày chạy này. Nó vẫn đang có bóng keo anh em ơi. Thôi xong. Bỏ mẹ tôi rồi anh em ơi. Vãi nồi. Mày tìm gì? Còn lợn này mà chạy đi. Đây mình sẽ xem như nào. Ui. Anh ơi. Căng vãi trưởng các lông gạn này. Thế này sao chơi. Ui. Nó dựng bóng keo kìa. Anh đi dựng bóng keo không? Vỡ luôn, anh sấy luôn mà. Uầy. Từ. Cái đậu xanh nhà chúng nó chứ anh em. Nó ngoài bo rồi. Nó ngoài bo á? Chút này cũng chết. Nó đang sau thính, nãy giờ nó chạy xuống thính rồi. Đâu? Đây nó vừa ở thính này. Ui, vãi trưởng. Mày chạy đâu? Con lợn này. Ăn liệu em ơi. Úi dồi, làm sao? Úi dồi. Yes.
chết vì liệu kìa. Ê. Thôi đùa à, giỡn, tớ vẫn mua trà sữa cho em. Nhớ nha, em nhớ tớ mua nha. I love you baby.